Chào mừng quý cô chú, quý anh chị và quý khách hàng thân yêu của Showroom Sài Gòn Car đã trở lại với những video ngày hôm nay. Và em là Như Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Car chúng em là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng và cam kết 100% là xe nguyên bản, không lỗi nhỏ nha. Địa chỉ của Showroom chúng em nằm tại số 63, 65 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Và đây là một cái vị trí địa lý rất dễ tìm nhá. Em sẽ nói qua một số cái điểm lưu ý để khi mà anh chị có đến với cả Showroom Sài Gòn Car thì sẽ dễ tìm hơn nhá. Cửa hàng em thì đối diện trường tiểu học Hiệp Bình Phước, cách ngã tư Bình Phước hướng về Sài Gòn chỉ có 1 km thôi ạ. Và từ bến xe miền Đông cũ đến với Sài Gòn Car là 3 km nhá. Thuận lợi cho các tuyến đường như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh hay các tỉnh ở phía đông Sài Gòn. Và trong video ngày hôm nay thì cũng rất là may mắn có một anh khách hàng ở trên TikTok đã liên lạc cho sếp em và muốn nhượng lại chiếc Hyundai Creta 2022, xe chạy cực kỳ ít. Chắc hẳn là mọi người cũng đã nhìn qua được chiếc xe đang bày tại cửa hàng kia phải không ạ? Đây là một chiếc xe mà sếp em đã mất cả một buổi sáng nay đi từ Sài Gòn xuống Cần Giuộc, Long An để sở hữu được em này. Khi mà các bác mua xe lướt thì thứ nhất là đã tiết kiệm được chi phí khá là lớn này. Thứ hai là cái chi phí vận hành nuôi xe của một chiếc xe đời cao bao giờ cũng rẻ hơn những chiếc xe đời sâu. Và đặc biệt là khi mua bên xe bên Sài Gòn Car thì đều được cam kết và bảo hành bằng văn bản cho quý anh chị nha. Chúng ta sẽ cùng đi một vòng quanh xe trước Hyundai Creta để khám phá xem rằng sau một năm sử dụng thì em nó có những cái vết xước sát gì nha. Nhìn qua bề ngoài thì phần sơn rất là đẹp. Em không nói điêu nhá, nói điêu mất lọc của các bác. Chiếc xe này về cách đây không quá 2 phút. Em chỉ chờ đến 4 giờ để chờ xe về và người về để quay được cho mọi người tại cửa hàng thôi ạ. Chúng ta sẽ cùng ngắm qua khoang nội thất, phần lốp, thiết kế của một chiếc xe Creta nhé. Xe thì đã lăn bánh được 11.000 km rồi mọi người ơi. Các bác có thể nhìn qua là hàng ghế sau gần như là chưa có người sử dụng. Ghế da còn nguyên phấn và cái độ sần của chiếc chủ ghế da nhá. Quay qua này, một số chi tiết option ở trên xe, ví dụ như cửa gió điều hòa hay là cổng sạc 12V. Những cái chiếc xe đời cao như vậy thì bao giờ option cũng tân tiến hơn và trông có vẻ bắt mắt hơn rồi phải không ạ? Cũng rất là nhiều option mà có thể ưu việt và phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Em về vấn đề mua bán thì em sẽ tập trung hơn nên là em sẽ quay qua những cái chi tiết mà các bác có thể nhận định xem rằng một chiếc xe đã qua sử dụng đâu là một chiếc xe đã qua sử dụng rất là đẹp nhá. Đây, trước này đây. Đây là cái những cái nút bấm nhựa ở trên xe, nếu như mà bị mờ hoặc là kính có xước thì chứng tỏ là xe chạy rất là nhiều. Nhưng đối với cả một chiếc xe lướt như vậy, đây giờ thấy một loa Bose phải không? Anh vừa quay vào loa Bose. Creta 2022 đã sử dụng một cái dàn loa Bose rồi. Quay qua vô lăng, cần số, số km, rồi những cái thiết kế trên xe cho mọi người cùng ngắm nhé. Khoang táp lô của Hyundai Creta thì cực kỳ đẹp. Có lẽ là như bản thân em Quỳnh là một người con gái thì em Quỳnh cũng rất thích những cái chiếc xe gầm cao, nhỏ gọn như này phải không ạ? Phải nói là một chiếc xe dành cho đô thị. Màn hình dùng full điện tử rồi. Cái màn rất là to đây. Có thể kết nối Bluetooth, AirPods, Android và có kết nối VietMat nhé. Chúng ta có thể tiện lợi trong cái quá trình di chuyển hơn. Quay cần số với cần số rất là mới. Mọi người nhìn này, nhìn qua quả cần số cho em. Trong ngày hôm nay thì bên em sẽ lên đồng loạt cả cái video mà trong cái quãng đường mà để mua được chiếc Creta. Và em cũng đăng video 7 giờ trên YouTube của em là quay giới thiệu xe mới về và cập nhật báo giá toàn bộ trên cửa hàng nhá. Nên các bác để ý và theo dõi cùng em Quỳnh nhá. Bạn ấy đang cố gắng quay qua những cái chi tiết nhỏ nhất ở trong chiếc Creta đẹp như vậy để cho mọi người cùng ngắm đây. Máy cho em với, nóng quá. Máy rất nóng luôn. Đây là một trong những cái con mà em quay bị nóng như này mọi người ạ.
Nhưng mà không sao cả, những cái nghề xe mà bọn em đã va vấp phải rồi thì có rất nhiều cái mà nóng hơn ở khoang máy cơ. Nhưng các bác nhìn qua này, đây là một chiếc máy nguyên bản khi mà lấy xe từ nhà chủ về đến cửa hàng. Nói điêu mất lọc luôn, đúng 7 giờ ngày hôm nay trên kênh TikTok của showroom Sài Gòn Car và YouTube của Sài Gòn Car sẽ đăng đồng loạt cả hai video trong quá trình thu mua và quá trình bán ra nhá. Đây mọi người cùng xem khoang máy này. Tiến vào gần một chút, quay qua sơn zin keo chỉ, ốc cabo rồi ốc dấu hãng cho mọi người cùng xem. Chắc hẳn là nếu như mọi người mà các quý cô chú và quý anh chị mà nếu như ai mà đã từng có kinh nghiệm trong nghề xe và biết xem xe thì không thể bỏ qua một số những chi tiết này đâu ạ. Và chỉ người trong nghề chỉ cần nhìn lướt qua thôi là biết rằng là xe nào là xe đẹp và xe nào là xe không đẹp, phải không ạ? Thế các bác cứ nhìn thoải mái, con gái nhà người ta thì thêu thùa may vá nhưng con gái nhà em thì cứ lộn gầm với cả xe máy của xe thôi. Chỉ rất là đẹp, chỉ thẳng. Ốc zin, ốc dấu hãng đầy đủ luôn và cam kết cho mọi người từ km trở đi nhá. Con này thì quá là đẹp rồi. Các bác cứ ngắm về chất lượng xe thoải mái cho em. Được rồi. Đây là trước quay kỹ quá nhở. Em sẽ cố gắng quay những cái đặc điểm chi tiết nhất. Còn bác nào mà muốn ngắm kỹ hơn và xem toàn bộ giấy tờ thì có thể alo cho em nhé, côn qua Zalo để em có thể quay trực tiếp này, hay là gửi những cái video chi tiết thôi. Tại vì là ở trong nhà bây giờ hiện tại đang sẵn khoảng trên 25 đầu xe nên em sẽ dành thời gian chia đều cho những cái loại xe mà đang có sẵn nhé. Chúng ta vừa ngắm qua chiếc Hyundai Creta, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022, sử dụng lốp sơn màu trắng, nội thất là ghế da màu đen. Xe đăng ký biển tỉnh Long An nhé, con này em mua ở Cần Giuộc Long An các bạn. Xe lăn bánh thì được 11.000 km rồi và đang được chào bán với mức giá là 695 triệu tại Sài Gòn Car nhé. 695 triệu thì có hỗ trợ trả góp ngân hàng. Con này các bác phải vay được 400 triệu nhé vì đời rất là cao. Và chị em nào mà thích xe này nữa thì rất là đẹp, và bản thân em Quỳnh cũng là một trong những cái tín đồ của dòng Creta hay dòng đấy, CUV đô thị này. 695 triệu mẫu xe thời thượng này nhá. Bây giờ em sẽ dành thời gian đi báo giá những cái sản phẩm đang có sẵn tại cửa hàng nhá. Mọi người đừng bỏ qua video ngày hôm nay. Hãy bỏ ra một ít phút đăng ký kênh đi ạ, theo dõi em Quỳnh đi ạ, để xem những cái sản phẩm mới về. Chiếc xe tiếp theo đó chính là một chiếc xe phân khúc hạng A. Chúng ta đang ngắm qua chiếc Kia Morning phiên bản Luxury, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Sử dụng lốp sơn là màu xanh, nội thất là ghế da hai màu. Xe đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe này thì đã lăn bánh là 28.000 km, tương đương với cả 2,8 vạn nhé. Nhưng mà đối với cả một chiếc xe 2019 đến nay là 4 năm sử dụng thì xe chạy có hơn 2 vạn thôi thì chứng tỏ xe rất là đẹp. Lốp là nguyên dàn theo xe, sơn zin còn khá là nhiều. Và trước này thì nếu như phái mạnh đã di chuyển ô tô rất là dễ rồi. Nhưng mà trước này thì thật sự là chị em nào mà muốn lái nhỏ gọn và tiện lợi di chuyển trong phố thì đây là một cái lựa chọn hàng đầu mà em đưa cho mọi người đấy ạ. Chiếc Morning Luxury 2019 này đang được chào bán với mức giá là 345 triệu tại Sài Gòn Car nhé. Đây, 345 triệu cho chiếc xe này. Tiếp theo là một chiếc xe gần như là thay đổi hoàn toàn thế hệ của nhà Kia K3, phải không ạ? Những cái chiếc xe K3 ở phiên bản tiền nhiệm thì cũng rất là trẻ trung và ấn tượng rồi. Nhưng mà không hiểu sao những cái chiếc K3 thời điểm năm 2022 này thì thiết kế rất giống những chiếc xe sang, cá tính hơn, bắt mắt hơn và option thì cũng được nâng cao hơn. Chúng ta đang ngắm qua chiếc Kia K3 phiên bản Premium, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Sử dụng lốp sơn màu trắng, nội thất là ghế da hai màu. Xe đăng ký là biển tỉnh Kiên Giang. Chiếc xe nhà em Quỳnh thì đã lăn bánh là 11.000 km và đang được chào bán mức giá là 615 triệu tại showroom nhé. Đây, 615 triệu cho mẫu xe này. Chiếc xe tiếp theo là một chiếc xe, một đối thủ đến từ dòng MPV 5+2, Suzuki Ertiga. Chúng ta đang ngắm qua chiếc Suzuki Ertiga phiên bản Sport, xe được sản xuất và đăng ký năm 2021. Sử dụng lốp sơn màu đen, nội thất là ghế da hai màu. Xe là đăng ký biển tỉnh Tây Ninh, đã lăn bánh là 28.000 km. Một số chi tiết được độ thêm là bọc trần, trải thảm sàn trần chạm 6D và một chiếc màn zin theo xe nhé. Màn rất là to rồi nên chúng ta có thể phục vụ mọi nhu cầu giải trí trên xe. Và đây là một chiếc xe có số ghế lên tới 7 chỗ ngồi với động cơ là 1.5.
và là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản đang được chào bán mức giá là 500 triệu tại Sài Gòn Ka. Mẫu xe này ạ. Trong nhà thì cũng còn rất nhiều mẫu xe đa dạng khác nhau mọi người ạ. Ví dụ điển hình như là Xpander. Đây em đang sẵn 3 chiếc Xpander mọi người ơi, mọi người có thể ngắm qua cái dàn xe của showroom Sài Gòn Ka. Những cái chiếc xe mà được làm tại cửa hàng thì bao giờ cũng được spa dọn dẹp lại trông rất là bóng sáng, và khi mọi người đến đây thì mọi người cũng sẽ được trải nghiệm cái chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm hàng đầu, phải không ạ? Bây giờ em sẽ giới thiệu những chiếc xe tiếp theo nha. Em Quỳnh đang đứng cạnh chiếc Xpander số tự động năm 2022. Xe sử dụng lốp sơn là màu trắng, nội thất là ghế bọc da. Một số chi tiết được độ thêm là bọc trần này và một chiếc màn nhá. Còn màn zin của Xpander là màn DVD. Màn này độ thêm phải 7 đến 8 triệu các bác ạ. Xe thì đăng ký là biển tỉnh Bình Dương. Lăn bánh là 48.000 km tương đương với cả 4,8 vạn nhá. Chiếc xe này thì em đang chào bán với mức giá là 580 triệu đây, 580 triệu cho một mẫu xe MPV 5+2. Rất là rộng rãi và chiều dài cơ sở gần như là đứng đầu trong phân khúc đây nhá. Xpander thì chắc hẳn là không phải nói nhiều rồi, nên là thôi em cứ nói ngắn gọn những cái giá trước xe mà đang có sẵn tại cửa hàng em nhá. Tiếp theo là Hyundai Elantra. Hyundai Elantra số tự động 2017 phiên bản máy 1.6 đây. Ở chiếc xe nhà em Quỳnh thì sử dụng lốp sơn màu nâu cà phê. Hôm nay thì em có đọc được một comment là chả hiểu sao nhà thiết kế lại thiết kế ra cái lốp sơn màu nâu cà phê sữa. Thực ra các bác nói thế là cũng sai hoàn toàn, bởi vì người ta chỉ thiết kế ra màu nâu thôi. Cái đấy là có rất nhiều cái bảng màu trong một chiếc xe để phù hợp với xanh đỏ, xanh đỏ, vàng, nâu, trắng, đen là những cái màu rất phổ thông trên thị trường Việt Nam mà mọi người lại chê. Nên là em mong muốn bán cái chiếc xe này cho bác nào mệnh thổ nhá, thành đầu thổ như em thì rất là hợp cái màu nâu như này. Hyundai Elantra máy 1.6 2017, tên công ty xuất hóa đơn, đăng ký biển thành phố, lăn bánh 48.000 km, đang được chào bán mức giá là 455 triệu tại showroom Sài Gòn Ka. Tiếp theo em có một lựa chọn cho các bác nữa đây. Đây là một cái lựa chọn dành cho bác nào mà đam mê xe taxi dịch vụ nhá. Nói Vios là xe taxi dịch vụ thì cũng đúng thôi. Tại vì đây là một chiếc xe gần như là cần câu cơm của anh em trong giới kinh doanh vận tải hành khách. Các cụ đã có câu là xe máy thì phải Honda mà ô tô thì phải Toyota mới đúng bài, đúng không ạ? Em Quỳnh đang sở hữu trong tay một chiếc Toyota Vios bản E số sàn. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2020. Sử dụng lốp sơn màu trắng, nội thất là ghế da màu đen với động cơ là 1.5. Xe đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh, lăn bánh là 31.000 km nhá. Cam kết là xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, km chuẩn, chất xe rất là đẹp, bao check test hãng trên mọi miền Tổ quốc. Và với mức giá mà em Quỳnh đang mong muốn chào bán là 399 triệu tại Sài Gòn Ka chiếc xe này. Đây, bác nào mà đi trước này thì chỉ có hái ra tiền thôi, các bác cứ đi một năm quay lại đây nhá, gần như là bán chỉ bằng cái giá cho thuê xe thôi nhá, em cam kết cho mọi người. Tiếp theo là một chiếc xe MPV cỡ lớn. Kia Sedona có lẽ là không quá xa lạ đối với cả người tiêu dùng Việt Nam và những anh em yêu xe, phải không ạ? Chúng ta đang ngắm qua chiếc Kia Sedona bản full máy dầu. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Đã lăn bánh là 48.000 km, sử dụng lốp sơn màu vàng cát, nội thất là ghế da màu be. Xe đăng ký biển tỉnh Tây Ninh. Bên trong nội thất thì option của con này thì rất là nhiều, vì thứ nhất là bản full, sử dụng là cốp điện, ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện, có sưởi ghế làm mát ghế, sưởi vô lăng tích hợp ga tự động này, cruise control, đàm thoại rảnh tay, chỉnh volume trực tiếp trên xe này, có phanh tay điện tử nhá. Chiếc xe nhà em Quỳnh thì có độ thêm là trải thảm sàn và một cái cam hành trình có thể di chuyển an toàn trong quá trình sử dụng nhá. Và với mức giá mà em đang mong muốn chào bán là 900 triệu. 900 triệu cho mẫu xe rất là rộng rãi này nhá, xuyên cơ mặt đất. Thời tiết Sài Gòn nóng các bác ạ, xin một cơn mưa. Tiếp theo là một chiếc Mazda CX-5. Những cái mẫu xe mà gần như là không bao giờ lỗi thời theo thời gian, phải không ạ? Hôm qua, hôm mua hôm chủ nhật, chiều chủ nhật,
Ở trước ngoài thì mới về được Sài Gòn Ca trong ngày Chủ nhật, cũng là một khách hàng qua TikTok mọi người ơi. TikTok của em gần như là khách hàng hay xem hài qua đó, và các bác muốn bán xe. Còn khách hàng của mua xe của em thì đa số là kênh YouTube và trên các nền tảng mạng xã hội. Hôm nay bác nào mà có hữu duyên thì nhanh tay sở hữu chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Deluxe, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Đã lăn bánh là 33.000 km, sử dụng lớp sơn màu trắng, nội thất là ghế da màu đen, xe đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh. Tiết kiệm chi phí là 20 triệu khi mà sang tên từ biển. Cam kết là km chuẩn, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng đầy đủ trong hãng nên mọi người yên tâm nhé. Và với mức giá rất mà hợp lý ở thời điểm hiện tại là 655 triệu. 655 triệu xuống tiền để sở hữu ngay Mazda CX-5 2.0 bản Deluxe nhá. Đây cũng là một chiếc xe tiếp theo là một chiếc xe phân khúc hạng A nhỏ gọn, di chuyển tiện lợi đây. Và giá cực kỳ hợp lý nhá. Nhưng mà có một cái ưu điểm, một nhược điểm là số sàn, nên chị em mà không lái được số sàn thì bỏ qua xe này giúp em. Chúng ta đang ngắm qua chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback máy 1.2. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2018, lăn bánh là hơn 90.000 km, tương đương với cả 9 vạn nhé. Sử dụng lốp sơn màu trắng, nội thất là ghế nỉ nguyên bản, xe đăng ký biển tỉnh Tây Ninh. Và mong muốn chào bán với mức giá là 248 triệu. Không giấu gì các bác thì các bác có thể nhìn qua quả biển là đăng ký kênh dịch vụ rồi phải không ạ? Nên là chạy 9 vạn thì các bác cũng hiểu rằng là không có gì là lạ đối với cả một chiếc xe 2018. Nhưng mà máy móc là nguyên bản nhé, có cam kết và bảo hành đầy đủ nên mọi người yên tâm khi mà sở hữu những cái sản phẩm bên Sài Gòn Ca. Chiếc xe tiếp theo là một chiếc xe cực kỳ lành tính. Nói lành tính thì sao, vì thật sự là em chưa thấy con nào mà lành như con này. Honda City bản top, xe được sản xuất và đăng ký năm 2017. Sử dụng lốp sơn là màu nâu hồng, nội thất là ghế da màu đen. Xe đăng ký biển tỉnh Đồng Nai nhá. Con này thì đã lăn bánh là 77.000 km, mua mới một chủ từ đầu. Nên các bác cứ yên tâm rằng là chất xe cũng đẹp và số km nguyên bản nhá. Em thì em rất là chuộng mua những cái chiếc xe một chủ, như vậy thì em cũng sẽ xác suất được những cái nguồn gốc và làm sản xuất hay là cái quá trình bảo hành bảo dưỡng của một chiếc xe, còn hơn là qua 2-3 chủ thì mình rất là khó để tìm lại chủ đầu mà mua, phải không ạ? Chiếc Honda City bản top, đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng City và tương đương với các bản RS ở thời điểm hiện tại, và đang được chào bán với mức giá mong muốn là 400 triệu tại Sài Gòn Ca nhé. Đây, 400 triệu cho mẫu sedan gia đình đến từ Nhật Bản này ạ. Và chiều lòng fan thì tiếp tục em lại có một chiếc Xpander cho mọi người đây. Ba chiếc Xpander với ba màu khác nhau. Ở đây là chiếc Xpander Cross. Không nói rằng là bản Cross thì mọi người cũng biết rằng đây là bản Cross phải không ạ? Nói hơi dối một tí nhưng mà thực sự là cái bản Cross nó mới có màu cam đất này. Nên là nhìn phát là biết ngay là bản Cross hay là bản thường. Em Quỳnh đang sở hữu một chiếc Xpander Cross năm 2020. Xe đã lăn bánh là 41.000 km, đăng ký biển tỉnh Bình Định nhé. Trước này thì là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng Xpander nên cũng có một số điểm khác biệt. Trong xe thì được độ thêm là bọc trần. Cái chi tiết này thì thật sự là em không thích lắm, nhưng bác nào mà thích nó thì đã tiết kiệm được một khoản kha khá rồi. Em đang chào bán trước này với mức giá là 575 triệu nha. Đây, 575 triệu mẫu xe này. Và trong này thì cũng có một chiếc Xpander nữa. Nếu các bác mà không thích Xpander màu trắng hay Xpander màu cam vừa rồi thì có thể lựa chọn sang Xpander màu nâu. Đây là chiếc Xpander số tự động năm 2021. Sử dụng lốp sơn màu nâu, nội thất là ghế da nguyên bản màu đen, xe đăng ký biển tỉnh Lâm Đồng. Chạy chuẩn là 19.000 km và đang được chào bán mức giá là 575 triệu nhá. Đây, 575 triệu. Tiếp theo là Kia Soluto. Đây là một mẫu xe mới nhất của nhà Kia Soluto. Chúng ta đang ngắm qua chiếc Kia Soluto số sàn form mới, màu mới và logo mới. Trước này thì đã lăn bánh là 23.000 km, trang bị động cơ là 1.4. Xe đăng ký biển tỉnh Đồng Nai và đang được chào bán mức giá là 395 triệu cho một chiếc xe phân khúc hạng A cộng này nhá. Nhưng mà có thiết kế cực kỳ trẻ trung và có chiều dài cơ sở rất là ấn tượng rồi đây. 395 triệu cho mẫu xe này. Mazda 3 màu vàng cát nhận cọc về Bình Phước ạ. Bên này thì em có một chiếc Kia Sorento đây, một chiếc SUV thật sự là đi trước thời đại rồi.
Các bác đang ngắm qua một chiếc Kia Sedona 2016 bản full máy dầu, sử dụng lốp sơn là màu đỏ đô, nội thất là ghế da màu be. Xe đăng ký là biển thành phố Hồ Chí Minh nhá. Con này 2016 đến nay là được 7 năm rồi, bước sang năm thứ 8 sử dụng rồi. Nhưng mà chạy chỉ có 66.000 km thôi và số ghế lên tới 7 chỗ ngồi. Rất là nhiều option trong xe và có cửa sổ trời toàn cảnh panorama nhá. Với mức giá ở thời điểm hiện tại chỉ hơn 500 một chút thôi, 568 triệu sở hữu ngay một chiếc SUV cỡ lớn Kia Sorento bản full máy xăng 2016. Đăng ký biển thành phố thì lại tiết kiệm 20 triệu khi mà sang tên tiền biển nhá. Đấy, các bác nào mà thích thì cứ alo cho em để em gửi những cái hình ảnh chi tiết nhất của một chiếc xe. Tiếp tục giao bán chiếc Xpander số sàn này. Chiếc này thì em lại bán lại cho mọi người thôi, chú không vào kịp rồi. Đây là chiếc Xpander số sàn, xe được sản xuất và đăng ký năm 2020. Sử dụng lốp sơn màu trắng, nội thất là ghế nỉ nguyên bản, xe là đăng ký biển tỉnh Long An. Con này thì đã lăn bánh là 48.000 km và đang được chào bán với mức giá là 475 triệu nhá. Bây giờ các bác chỉ bỏ ra hơn 400 triệu một chút thôi đã sở hữu một chiếc xe 7 chỗ rồi. Phục vụ mọi nhu cầu, kinh doanh dịch vụ cũng được, chở gia đình thì càng rộng rãi mà đi du lịch thì cũng tiện lợi nhá. Đây, chiếc Xpander này. Tiếp theo là một chiếc Kia Sorento. Nếu như các bác nào mà không thích chiếc Kia Sorento màu xanh ở ngoài kia thì em lại có một cái option nữa, đó chính là chiếc Kia Soluto, nhầm, em xin lỗi mọi người nhé. Soluto. Nói nhiều. Vừa rồi thì em có giới thiệu một chiếc Kia Soluto số sàn năm 2022. Thì nếu như các bác nào mà không thấy phù hợp với cả nhu cầu thì có thể sang một option khác. Đó chính là Kia Soluto số tự động năm 2021. Sử dụng lốp sơn màu đen, nội thất là ghế da màu ghi, xe đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh. Lăn bánh là 51.000 km và trang bị động cơ là 1.4 số tự động nhé. Và đang được chào bán mức giá là 400 triệu tại Sài Gòn Ca. Đây, 400 triệu mẫu xe này. Em cũng rất là cảm ơn những cái góp ý của mọi người trên YouTube để em có thể hoàn thiện như ngày hôm nay. Còn mọi người cứ tích cực góp ý đi để em có thể hoàn thiện thêm nữa. Tại vì Ngọc còn có vết xước mà nên là những cái video mà sản xuất ra như vậy thì cũng có những cái ảnh hưởng khách quan, hay những cái hình ảnh hay những cái video mà bất chợt trong xuất hiện trong cái video của em, nên mọi người thông cảm nha. Tiếp theo là chiếc Mazda 3 phiên bản Luxury Sedan, xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Sử dụng lốp sơn màu đỏ pha lê đặc trưng của dòng Mazda nhé. Các bác nào mà thích cái màu này thì chỉ trên Mazda mới có thôi, còn Kia thì đỏ tươi rồi, Hyundai Honda thì đỏ đun rồi. Đấy, lên mặc cái đỏ pha lê này, em gọi là đỏ pha lê và trong anh em trong ngành ấy, khách hàng của em cũng gọi là đỏ pha lê cho dễ hiểu nhá. Sử dụng lốp sơn màu đỏ pha lê, nội thất là ghế da màu đen. Có một số option ví dụ như là ghế da cao cấp, lại phanh tay điện tử, ghế lái chỉnh điện. Rất tiếc là không có cửa sổ lock và hắt kính như phiên bản Pre. Xe đăng ký biển tỉnh Đồng Nai và đang được chào bán mức giá là 625 triệu nha. Đây, 625 triệu mẫu xe này. Và chiếc xe cuối cùng mà được trưng bày trong cửa hàng ngày hôm nay đó chính là chiếc Chevrolet Trailblazer. Một chiếc xe nằm trong phân khúc SUV cỡ lớn, có các đối thủ trực tiếp cạnh tranh như Fortuner, Ford Everest, Isuzu MU-X hay Mitsubishi Pajero Sport, phải không ạ? Tuy nhiên thì đây là một chiếc xe được mệnh danh là khủng long đến từ Mỹ và nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Thái Lan, với động cơ là 2.5. Chúng ta đang sở hữu một chiếc Chevrolet Trailblazer phiên bản 2 cầu, máy dầu, số tự động, xe được sản xuất và đăng ký năm 2018. Đã lăn bánh là 58.000 km nhá. Rất là đẹp và khung gầm thì đầm chắc. Những cái chiếc xe nhập khẩu thì mọi người cũng biết rằng đấy. Và Chevrolet là một cái thương hiệu nổi tiếng, quá nổi tiếng trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Với 670 triệu ở thời điểm hiện tại thì các bác sở hữu ngay Chevrolet Trailblazer phiên bản 2 cầu, máy dầu, số tự động 2018 đây nhá. Vừa rồi thì em đã cập nhật một số sản phẩm mới về và báo giá những cái sản phẩm đang có sẵn tại cửa hàng. Ngoài ra thì em có một chiếc Toyota Altis phiên bản máy 1.8G, xe được sản xuất và đăng ký năm 2018, lăn bánh 4 vạn màu đen biển thành phố, chào bán mức giá là 560 triệu đang đi spa nhé. Và một chiếc Toyota Rush 2020, máy 1.5S màu đỏ biển tỉnh, nội thất là ghế nỉ,
chào bán với mức giá là 555 triệu cũng đang đi dọn nhé. Các bác nhớ theo dõi video để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới về và những cái bảng giá mới nhất tại showroom Sài Gòn Ga nhé. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì quý cô chú, quý anh chị và quý khách hàng thân yêu của showroom Sài Gòn Ga đừng quên bỏ ra một ít phút đăng ký kênh showroom Sài Gòn Ga, like và follow em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nhỉ. Xin chào và hẹn gặp lại.